chị ơi. Con cho đâu? Con em còn không? Cho đâu? Có. Còn vô con. Con này muốn gì không? Vậy hả? Ở đó hả? Ừ. Ngon à? Thấy nó ba xe con cũng đầu lắm, không nó thôi mà sao đã mua luôn hai cái gì đó. Đây nè. Ngày thứ bảy à, đi giờ này là xếp hàng. Rồi, hai anh em đang đi mua vịt quay nha các bạn. Trên đường Âu Cơ. Buổi chiều mọi người đi làm về. Cường nấu quán này ngon nha. Giờ quay thử. Đó. Thấy một con nè anh. Con nóng á mà lấy con nóng nè. Dạ em quay cái nha. Dạ. Heo quay vịt quay. Ô bánh bao đó hả? Bánh bao này ngon nè. Bánh bao gì vậy? Đúng rồi. Đó. Éo chặt cụt ghê ta. Con mới lên thớt à. Vậy hả? Quá giỏi. Sao sắp đẹp đẹp nha, ảnh làm YouTube đó. Dạ, YouTube. Dạ đúng rồi. Quay là kỷ niệm con. Chuyên nghiệp á. Cô có tên gì vậy anh? Dạ. KC cuộc sống Mỹ. Dạ xưa cuộc sống Mỹ hả? KC cuộc sống Mỹ con. KC cuộc sống Mỹ hả? Dạ. Ở đây là quay qua Mỹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh dữ rồi đó. Dạ. Quay các Việt Kiều về hả? KC cuộc sống Mỹ. Dạ. KC cuộc sống Mỹ. Ở bà con ở đây Mỹ nhóc nè. Dạ. Dạ, cà ly ạ. Ba xe cuộc sống Mỹ. Dạ. Sao anh? Ca xe xong rồi cắt ra cuộc sống Mỹ. Bạn nó hiện anh ơi. Dạ, ca xe rồi cuộc sống Mỹ. Dạ, dạ anh, ông Mỹ anh cứ chuyển người đi, dưới nước này đi luôn nè. Rước nào đây? Đang chặt nó trẻ, đẹp trai mà. Thằng này đẹp trai mà. Đẹp, đẹp trai là nó đi lại chắc rồi. Có nhỏ nào ở Mỹ không? Nước ơi, nước nó đi luôn. Dạ, bên em có 42, 60, 70, 80, 80, 80. Em lấy gì? Cái gì là 10 gram được rồi. Bánh bạch tuộc. Tế ổ cái xe này của em hả hay là xe này em tự mở, em mở với bạn em ạ. Ồ, em là sinh viên à? Dạ. Giỏi vậy. Đại trường, trường nghề gì? Công nghiệp thực phẩm ạ. Đại học công nghệ thực phẩm hả? Dạ, ngay đây là thực phẩm. Vậy hả? Dạ. Giỏi quá giỏi luôn. Bán được không em? Dạ, hôm nay bán được. Các bạn tới ủng hộ xe bánh bạch tuộc này của bạn sinh viên này nha. Thấy bạn dễ thương quá. Còn trẻ mà biết kinh doanh làm ăn là good nha. Em hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 23 ạ. 23 á, trẻ quá vậy? Trời quá trẻ luôn. Trời da nắng nhiều quá đen á. Vậy á hả? Dạ. Em dân Sài Gòn hay dân ở đâu? Dạ em dân tỉnh Long An. Long An lên hả? Miền Tây. Dạ. Hai người bỏ vốn lại mà làm cái xe này bạn? Dạ em với bạn em xin tiền ba mẹ. Sao? Em với bạn em xin tiền ba mẹ. Ờ xin tiền ba mẹ không lại, quá giỏi quá giỏi. Cứ làm đặc biệt cho anh nha. Dạ dạ. Đặc biệt đi. Cái này làm khó không? Dạ, quan trọng là chiên lâu á. 2 giờ là em đã phải ra chiên. Vậy hả? Dạ. Làm bồn rồi chiên trước hả? Dạ đúng rồi ạ. Chiên trước thì nó ngon hơn cho khách ạ. Vậy hả? Dạ, mình chiên trước rồi mình chiên xô qua rồi cái cách có lẽ ăn đó mình chiên giòn lại cho nó giòn nó ngon á. Vâng ha. Chị đã ủng hộ rồi.
mấy đĩa trước đi. Còn mấy viên? Dạ em còn 6 viên. Hả? Em còn 6 viên và lấy 6 viên. Là hết luôn hả? Dạ. Vậy là mua hết đi về đúng không hả? Dạ, bạn em chưa đem ra, bạn em chứa nhà mang ra. Tưởng mang hết đem về chứ là đắt hàng lắm mà. Đường này có đường gì em? Dạ đường Gò Dầu á. Đường Gò Dầu á. Dầu nha. Dạ em không học tiếng Nhật, bạn học. Bạn học tiếng Nhật hèn. Dạ. Gì vậy là bạn em chỉ em làm cái này đúng không chứ em? Dạ. Hai chị học chế biến thực phẩm nên làm cái này. Ồ rồi. Dạ. Cho anh rửa tiền đi. Dạ. Bao nhiêu tiền em? Dạ, là 27.000 ạ. 27.000 đây. Dạ. Khỏi thối đi em, được rồi, giữ đi, khỏi thối nha, cảm ơn nha, bye bye. Dạ. Rồi xin chào các cô chú anh chị nha, bây giờ em đang đứng ở chỗ sữa bắp mới khai trương nha. Đây. Trà gì? Hát trà sữa, trà xanh, hồng trà, sữa bắp, khoai môn sữa, trà đào, ô long sen. Đây, sữa bắp mới khai trương. Vô coi nha. Mua một tặng một nha. Đây menu. Mình mới cái chưa các em? Dạ, một cái đó chị hai ly. Hai ly gì chị? Dạ. Cho chị một ly... Cái này là cái gì? Trà xanh. Dạ, trà xanh. Không còn sữa bắp nữa hả? Dạ hết rồi, còn không, mai chị ghé lại đi. Tại em con khuyên mãi nguyên từng này lắm. Bây giờ còn gì? Dạ, hồng đá, hồng trà, trà xanh. Hai hồng trà, hồng đá. Hai hồng trà. Ô long, hồng trà với trà xanh đó chị. Đi ô long đi. Hôm nay mình khai trương là anh ơi, đỏ chưa? Đỏ lấy trà đào luôn. Là mua một tặng một à? Dạ mua một tặng một. Vậy em lấy anh cái gì cũng được đi. Lấy hai ly. Dạ dạ dạ. Vô. Anh ơi. Có lượng này. Hết hai ly luôn hả? Hai ly. Hai ly luôn. Hết luôn hả? Ly xuống rồi. Đấy đi. Lấy chị coi lại nghe ba trà đào đi chị ơi. Có trà đào, có trà đào rồi. Hết trà đào rồi. Trà đào rồi. Dạ chị ơi. Con trà đào. Con trà đào. Còn không? Trà đào còn. Còn vô con. Con này muốn gì vậy? Cho anh mượn menu rồi. Menu khai trương sữa bắp 37.000, trà đào 32, trà long 32, hồng trà 29, trà xanh 29. Ủa em bây giờ mình còn cái gì? Dạ vậy còn trà đào, trà ô long, trà xanh với hồng trà. Dạ. Lấy anh cái hồng trà với trà ô long nha. Dạ. Rồi. Mà em hết kem rồi, em bù topping khác nha. Rồi cái gì cũng được. Rồi. Đây. Trà hồng trà. Mua một tặng một hả? Là mình kết thúc ngày mấy em? Dạ kết thúc ngày 14. 14 ngày kết thúc. Rồi. Quán mình có địa chỉ gì không em? Dạ 100 cổ lộc rồi, 122 độc lập. Tân độc lập, Tân Phú. Dạ. Đúng không em? Dạ. Có cái quán thứ hai bên 111 Lê Trọng Tấn. Lê Trọng Tấn quận mấy? Dạ quận Tân Phú luôn. Tân Phú luôn em. Hèn bữa giờ thấy treo có bảng quý nhưng mà chưa khai trương, hôm nay mới là ngày chính thức. Dạ, đúng không? Dạ. Của chị Tuyết nè.
đây đi. Cái tên này của ai không có bill nè, không có tên nè. Sao? Không có tên. Làm đi. Biết. Hết rồi. Ông ấy hãy ngăn là mai nghe. Nãy giờ đồ cũng hết, cũng gần hết trơn rồi. Nãy cũng chỉnh máy gần hết hôm nay lắm. Cái gì nữa? Một phòng trà, một trà xanh. Ủa mình mở cửa từ mấy giờ ra? Dạ mở cửa từ 9 giờ tới 10 giờ đêm. 9 giờ sáng? Dạ 9 giờ sáng. Đến 10 giờ đêm rồi. Một phòng trà bổ lông. Một trà bổ lông thôi rồi là gì? Một phòng trà, một trà xanh. Một trà xanh. Một trà xanh. Một trà xanh. Rồi nhiêu tiền, nhiêu tiền. Dạ của anh 29.000 ạ. Rồi. Múc ô lông đi. Trà đào, ô lông thích trà cây. Rồi anh tí nha. Chơi rồi. Bắp sữa bắp rồi nha. Rồi, rồi thôi. Con trà đào. Rồi, cảm ơn anh nhiều rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ người ta càng ngày càng tới đông nha. Rồi đây là quán sinh tố nằm ngay đường Nguyễn Xuân Cốt với đường Độc Lập. Quán sinh tố cô này làm rất là ngon nha, nhất là sinh tố bơ nha. Quán của cô thì không có tên tuổi nên mình gọi cô là quán sinh tố cô đẹp.